Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn kỹ thuật là chiết cây ổi theo cách của nhà vườn. Thì với cách chiết này thì tỷ lệ ra rễ nó đạt gần như là 100%. Thì đầu tiên để chiết cành thì chúng ta cần chọn cành để chiết. Cành để chiết là những cành nằm ngang tán, nhưng mà do không để được máy quay cao thì mình chiết cành ở dưới này, gọi là mình chiết tạm. Còn cành tốt nhất là vị trí ở ngang tán, những cái cành mà phát triển với ngang và có nhiều nhánh nhỏ. Các bạn đối với cây ổi thì không nên chiết các cành ở ngọn. Sau khi chọn được cành chiết xong thì chúng ta sẽ tiến hành khoanh vỏ. Thì để khoanh vỏ nhánh thì chúng ta dùng cái này, cái kẹp acquy này, các bạn mai cho nó sắc một tí. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là dùng cái này để khoanh vỏ. Các bạn làm hai lần như vậy để đạt cái chiều dài khoảng 2,5 cm. Nếu chúng ta khoanh vỏ ngắn quá thì cái cây này nó sẽ rất là nhanh lên. Sau khi dùng cái này khoai xong, chúng ta có thể dùng luôn cái đầu này để cào luôn cái vỏ này. Cái này nó hơi da nên nó sẽ hơi khó tuột vỏ một tí. Khi chiết các bạn chọn cái cành vừa tuổi thì nó sẽ dễ lột vỏ hơn. Sau khi lột xong vỏ thì chúng ta nên để như vậy trong vòng khoảng 10 đến 15 ngày. Đấy là bí quyết để nó đạt tỷ lệ ra rễ cao nhất. Nếu các bạn bóc ngay thì cái vết khoanh này nó sẽ rất dễ liền và gây nên hiện tượng là không ra rễ. Thì chúng ta cứ để như vậy, phơi như vậy trong vòng 10 đến 15 ngày. Và sau khi phơi được 10 đến 15 ngày thì chúng ta sẽ tiến hành là bóc vỏ bầu. Thì giả thể để bỏ bầu, các bạn có thể dùng đất trộn với phân chuông, hoặc là như mình ở đây thì mình dùng phân sơ dưa. Sơ dưa đã qua xử lý. Thì trong cái quy trình xử lý sơ dưa thì mình sẽ chen ở dưới video. Sau khi xử lý sơ dưa xong thì mình sẽ trộn với phân hữu cơ vi sinh và ủ trong khoảng 1 tuần đến 15 ngày thì nó sẽ ra cái màu đen đen như vậy. Thì sau khi ủ xong sơ dưa thì mình sẽ dùng cái giả thể này bỏ bầu. Giả thể này bao gồm là 5% hữu cơ vi sinh hoặc là phân chuông và 95% là sơ dưa. Độ ẩm đi vừa phải. Mình sẽ tiến hành bỏ bầu. Chúng ta sẽ bỏ qua vị trí khoanh vỏ. Bỏ bao thì các bạn nên bỏ nó dai dai xíu để cho rễ nó phát triển, cái bộ rễ nó phát triển được dai thì sau này trong nó sẽ tốt hơn. Các bạn quấn ở hai đầu và không cần phải quấn chặt phía hai đầu và không cần phải quấn ở giữa. Như vậy là mình đã chiết xong một cành. Sau khi chiết khoảng như vậy khoảng 1,5 đến 2 tháng hoặc có thể là lâu hơn, là hơn 2 tháng một xíu thì cây nó sẽ ra rễ như vậy. Các bạn có thể thấy là rễ nó rất là nhiều. Đấy, bầu nào cũng để rất là nhiều. Các bạn lưu ý là đối với cây ổi thì các bạn có thể chiết trên một cành, có thể chiết thành nhiều đoạn. Ví dụ đây có thể chiết vào đâu này, có thể chiết tiếp một cành nữa nếu cành dài. Thì
Khi được khoảng 1,5 đến 2 tháng thì rễ nó đã ra được như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành cắt cành này xuống để tiến hành trồng hoặc là có thể dấm vào bầu. Thì chúng ta sẽ tiến hành là cắt sát vào bầu này. Và để quá trình cấy nó dễ rộng và tạo thuận lợi cho quá trình cấy phát triển thì chúng ta cần phải tỉa bỏ bớt các cái lá. Như vậy là mình đã chiết xong một cái ổi hoàn chỉnh. Theo cách chiết chuyên nghiệp các bạn có thể thấy là mình chiết rất là nhiều. Mình chiết cây bản chiết rất là nhiều. Hiện tại vườn này chỉ để chiết không không lấy quả. Nhưng các bạn có thể thấy là quả nó bị rơi vàng chiết rất là nhiều. Vườn này hiện tại là chỉ để chiết chiết cành bản. Bầu nào cũng rễ rất là nhiều. Và sau khi đã cắt tỉa như vậy thì chúng ta có hai cách, một là có thể trồng trực tiếp ra đất, hai là chúng ta sẽ trồng vào bầu. Đối với các bạn chiết để trồng thì chúng ta trồng trực tiếp ra đất, còn mình là chiết cây để bán nên là mình sẽ trồng vào bầu. Đây là cây là được bọc vỏ bông, các bạn có thể thấy là rễ nó cực kỳ nhiều luôn, nó bao kín hết bông. Và sau khi lột vỏ bông thì chúng ta sẽ tiến hành là trồng cây vào bông. Giả thể để vào bông thì các bạn có thể dùng sơ dừa và phân hữu cơ vi sinh. Chỗ mình thì sơ dừa nó hơi đắt nên mình sẽ dùng là vỏ trấu và đất và phân hữu cơ vi sinh theo tỷ lệ là 70% là đất, 20% vỏ trấu và 10% là hữu cơ vi sinh. Sau khi có giả thể thì chúng ta sẽ tiến hành vào bầu cây. Giả thể để chiết cây thì chúng ta có thể dùng đất hoặc là sơ dừa, nhưng mà nếu mà dùng sơ dừa hoặc là rễ béo tẩy thì bầu rất là chắc và rễ thì nó rất là nhiều và rất là khỏe. Nếu ta dùng bầu đất thì có thể là rất là dễ gây hiện tượng là vỡ bầu, còn đối với bầu này thì nó rất là chắc chắn và rễ nó phát triển khỏe nên là làm kiểu gì nó cũng không vỡ bầu được. Đấy, mình rải rất là mạnh. Không thể vỡ bầu được. Bầu này rất là chắc chắn. Đấy, cứng lắm. Nếu mà bầu đất thì rất dễ vỡ bầu và có thể là gây chết cây. Sau khi cho cây vào bầu xong thì chúng ta sẽ tiến hành xếp cây vào chỗ mát. Đấy, mình sử dụng lưới chống nắng loại 50%. Các bạn lưu ý là các bạn chỉ vào nên nên đất, mà nếu mà chỉ vào nên không phải nên đất thì chúng ta nên lót vào dưới một lớp đất
để mục đích là cùng góp phần giữ ẩm cho cây. Cây đã dăm ba bao thì khoảng 20 ngày đến 1 tháng là chúng ta có thể đem ra vườn trồng hoặc là xuất bán được. Cây này mình làm khách đặt nên là mình chiết những cành rất là to. Các bạn có thể thấy là đây, cành rất là to. To hơn cả ngón tay cái của mình. Thì đến đây mình cũng xin được kết thúc video và hẹn các bạn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Trong video lần sau thì mình sẽ chia sẻ cách trồng một cây ổi để đạt năng suất cao nhất. Chào tạm biệt các bạn.